cái chân kìa, rùi rùi kìa. Trời ơi, có mấy cái nước dịch đó, cái nó bù. Em thất nghiệp, em chưa kịp kiếm việc làm khác đó, rồi không có chỗ ở, rồi em ngủ ngoài đường đó, rồi bị nó cắn, giấc tối cắn, rồi sáng em dở cái chân lên là thấy nó sưng, với lại nó có vết phỏng giống như phỏng bô xe vậy đó. Chân của em nó bị kiến ba khoang, kiến độc nó cắn nhiễm trùng, giờ bác sĩ kêu nhập viện điều trị mà em không có khả năng. Chị em đi làm bên Trung Quốc á, mà không biết làm cái gì mà bị người ta bắt giam ở bển, rồi cái đầu năm 2022 mới bị trục xuất về nước, rồi mới ở Quảng Ninh không có tiền sống, với lại không có tiền mua vé máy bay để về đây á, mới mượn em mười mấy triệu. Lúc đó là cái tiền mà người ta đi phúng điếu mẹ đám tang mẹ em còn dư đó, rồi em gom hết em gửi cho chị em. Chị em nói là chừng nào bán nhà được là sẽ trả cho em, rồi sẵn chia tiền nhà cho em luôn. Mà rốt cuộc bán nhà xong rồi chị em chặn liên lạc với lại trốn luôn. Không có chia em đồng nào mà không trả rồi cái tiền mượn em luôn. Dạ em xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. Thưa với lại cô chú anh chị đó thì cách đây khoảng một tiếng có một người đàn ông gọi điện đến cho em. Trong điện thoại thì anh này anh có nói là có phải đây là cái số điện thoại của em Sinh hay không? Thì em mới trả lời đúng à, số điện thoại của Sinh. Thì anh này có hỏi thêm á, thì nếu mà Sinh có sắp xếp được cái thời gian hoặc là Sinh đang ở nhà đó thì anh sẽ chạy qua bên nhà Sinh để trao đổi với Sinh một chút việc. Thì em cũng có nói thêm á, thì nếu mà cần trao đổi thì anh em mình nói chuyện qua điện thoại cũng được. Nhưng mà anh này nói không, anh muốn gặp trực tiếp Sinh. Thì em nghĩ là anh này ảnh cũng có việc gấp hoặc là cần sự giúp đỡ gì đó hai cô chú anh chị. Thì em có hẹn với anh thì nói chuyện ở chùa U Đàm ở bên Thủ Đức đó cô chú anh chị, ở gần nhà em. Thì em cũng đã gọi điện ảnh để mà hỏi ảnh là đã đi đến đâu. Thì ảnh nói là ảnh đón xe buýt đi gần tới bến xe miền Đông cũ rồi. Đi tới đó đi rồi xin gọi điện chỉ tiếp qua bên chùa U Đàm. Thì từ ở bên bến xe miền Đông cũ qua bên đây thì chắc vài phút thôi cô chú anh chị, khoảng 5-7 phút gì đó. Thì em cũng đã chỉ ảnh rồi, chắc là ảnh 5-3 phút gì ảnh cũng tới chùa U Đàm để mà gặp ảnh, để mà xem coi em có giúp gì được cho người đàn ông này không cô chú anh chị. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi anh? Dạ em tên Vũ Duy Nhân, 33 tuổi. À 33, 33 vậy nhỏ hơn anh. À dạ. Nhỏ hơn anh 34 tuổi rồi, vậy dạ. Kêu bằng em nha. Dạ. Rồi Nhân là từ ở đâu mà đi xe buýt qua đây? Dạ em từ bên Tân Phú, bên gần Hương Lộ 2 bên. Rồi qua bên đây hai chuyến xe buýt, chuyến 69 với chuyến số 8. Chắc là cũng có điều gì cần nói nên là mới đi qua tới bên đây. Dạ có. Thì đây... Nhân cứ nói đi. Dạ tại cái chân của em nó bị kiến ba khoang, kiến độc nó cắn nhiễm trùng, giờ bác sĩ kêu nhập viện điều trị mà em không có khả năng, phải đóng tiền nhập viện vô mấy triệu, em không có khả năng, nên là muốn nhờ bên anh giúp em để em điều trị cái chân, chứ không thôi là nó hoại tử là phải cưa chân. Em bị kiến ba khoang cắn. Dạ. Là ở chân nào vậy em? Dạ, chân phải. Ở đây em dở cái quần lên cho anh coi coi. Dạ. Chà. Nhưng mà hồi nãy anh thấy em ở ngoài cổng đi vô là em đi là cũng nhức lắm chứ đúng không? Nhức, nhưng mà chừng nào mà mình không có đi, mình ít đi mình mới nhức. Ít đi lại nhất hả? Giống như buổi tối mà em ngủ mà em thức dậy em đi vệ sinh là nó nhất, tại vì lâu quá không đi nó nhất. Còn đi thường xuyên thì đỡ. Bình thường nó chỉ có gác thôi, nhưng mà tối nhất, với lại nếu mà trời lạnh, những bữa mà có trời mưa lạnh là nhất. Hình như là nó bị sưng phù hơn cái chân kia đúng không? Đúng rồi, cái chân này không có bị gì hết á. Chân này bình thường bị phù nè cô chú. Dạ. Anh chị thấy rõ không? Rồi cái thịt ở trong nó thối, nhiều người nói thối 80 luôn đó. Dạ.
em có bị tiểu đường không Nhật? Không, bữa em qua bên gia đình mấy bác sĩ bà ảnh cũng tưởng đâu em bị tiểu đường. Bác sĩ thử đường huyết rồi thử đủ thứ không bị. Xong rồi em vô bệnh viện quân y 7A, bác sĩ cũng thử một cái nữa không bị, mấy bác sĩ mới nhận em để điều trị đó. Chứ nếu mà bị tiểu đường là bác sĩ đã nói rồi. Em bị kiến ba khoang này cắn là khi nào? Khi giữa tháng 4. Lúc giữa tháng 4, mười mấy tại tháng 4. Nay là 2 tháng nay rồi hả? Đúng rồi, 2 tháng rồi mà. Tại vì bây giờ nếu mà muốn nhập viện là phải đóng tạm ứng vô mấy triệu, rồi đóng tiền ăn 1 triệu nữa. Nhập viện là ở bệnh viện nào em? Bữa hôm là em nhập viện ở bệnh viện quân y 7A là phải đóng 5 triệu. Họ yêu cầu đóng 5 triệu. 5 triệu là tại vì 5 triệu tiền ứng thôi đó, còn tiền ăn cơm á là mấy chị kia chỉ phải năn nỉ dữ lắm người ta mới chịu bỏ cái vụ tiền ăn. Em có hỏi là cái hướng để mà điều trị như thế nào không? Dạ có, bác sĩ nói giờ vô nhập viện là phải chích kháng sinh với lại chích thuốc với uống thuốc mỗi ngày với lại phải ngâm chân trong cái xô nước muối sinh lý. Là bữa hôm em nhập viện 3 ngày là nó hồi phục được 60-70% rồi. Cái chân em bây giờ nếu mà điều trị khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày là nó sẽ lành, nó sẽ hết. Nhưng mà cái quan trọng là em không có bảo hiểm y tế nên là cái tiền nhập viện với lại tiền uống thuốc rồi cái gì nó cũng giá nó cũng cao. Chứ nếu mà có bảo hiểm y tế là không có bao nhiêu tiền. Tổng thể là cần khoảng bao nhiêu tiền để mà em nằm viện và em điều trị cho là dứt điểm luôn? Khoảng 10 triệu hoặc 15 triệu. Ở bệnh viện quân y 7A? Dạ, đó là không có bảo hiểm y tế đó. Tại vì bữa hôm em nằm có 3 ngày mà 2 triệu rưỡi rồi đó. 2 triệu rưỡi là không tính tiền cơm đó nha. Tính tiền nằm viện với lại tiền thuốc thôi. Là bị nay là 2 tháng rồi mà dạ. Không có... Thứ nhất là có thể là để em nói những cái thông tin mà để cho cô chú anh chị có thể nắm chút xíu về cái loại kiến ba khoang này nha. Em gửi chút xíu thông tin về cái loại kiến ba khoang này. Rồi cô chú anh chị thấy em nói có dư hoặc có thiếu gì nhờ cô chú anh chị bổ sung giùm. Cái loại kiến ba khoang này cái kích cỡ nó hình như là nó lớn hơn cái loại kiến thông thường. Và ở trên gọi là trên cái sắc của nó đó là nó có như màu đen hay màu vàng vàng vậy. Em nhớ là ở trong hình là như vậy cô chú anh chị. Còn ở ngoài thì em chưa gặp cái loài kiến này bao giờ. Cái chỗ sinh sống của loài kiến này đó thường thường là ở ngoài những bờ ruộng, ở trong vườn, những cái chỗ nơi mà có cái độ ẩm, hoặc là ở những cái công trình đó cô chú anh chị, những công trình mà họ thi công lâu đó thì cũng sẽ có những cái loài kiến này. Còn về việc mà loài kiến ba khoang mà cắn thì em nhớ là như là cắn mà để mà có những cái vết như của nhân thì hiếm lắm. Loài kiến ba khoang là nó có một cái loại độc tố ở trong người đó thì nó sẽ phun đến cái tiếp cái điểm da của mình đó cô chú anh chị, nó sẽ gây ra là bị đầu tiên là khoảng chừng 6 hoặc là 12 tiếng, hoặc là những ngày tiếp theo là mình sẽ bị da mình sẽ bị bong lên khi chăng là mình bị nước sôi á cô chú chị, mình bị nước sôi nhẹ đó bị bong lên. Và nếu mà khi mà bị cái độc tố của cái loại kiến này mà nó vô da của mình, nếu mà mình không kịp mà mình đi rửa hoặc là mình dùng những cái thuốc mà bôi hoặc là xử lý côn trùng rồi đó thì nó sẽ bị bong lên giống như cái bạn nhân này đó cô chú chị. Và cái độc tố này thì nó không có nguy hại đến cho tính mạng, tại vì cái lượng độc tố ít. Nhưng mà nếu mà cái thời gian mà mình không có điều trị đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới da nhiều. Còn như cái trường hợp của bạn nhân này đó thì theo em thấy là đúng đó cô chú chị, là bị kiến ba khoang. Nhưng mà tại vì 2 tháng rồi mà không điều trị nên là nó dẫn đến cái việc mà bị ngoại tử, và em thấy là nặng, khá nặng của chú anh chị. Đó là những cái thông tin mà em biết được về cái loại kiến ba khoang này ha. Còn về cái phần mắt nữa cô chú anh chị cũng để ý ha, nếu mà vô mắt mình nó sẽ rất là nguy hiểm đó nha, rất là nguy hiểm. Em đi làm công trình hay là em có làm ở những cái nơi mà những cái
kiến ba khoang nhiều hay sao mà bị như vậy vậy Nhân? Không, lúc trước em thất nghiệp, em chưa kịp kiếm việc làm khác đó, rồi không có chỗ ở, rồi em ngủ ngoài đường, rồi bị nó cắn, giấc tối cắn, rồi sáng em dở cái chân lên là thấy nó sưng, với lại nó có vết phỏng giống như phỏng bô xe vậy đó. Rồi cái em mới đi bệnh viện khám, rồi bác sĩ khám, mới đầu tưởng em bị tiểu đường, nhưng mà sau là khám rồi mới ra là tại do kiến ba khoang cắn. Có nghĩa là em không thấy là cái em cái, không, cái thấy, không thấy cái loài kiến, em không biết nó, luôn nó... em tưởng là mũi cắn, em mới gãi gãi tới sáng em giật ra thấy nó nặng quá em mới đi khám. Ở quê của em là ở đâu? Dạ, quê của em ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. À, hiện tại là em bị là bị ở Cao Lãnh hay là bị ở trên Sài Gòn? Bị trên này, tại em lên này hồi lúc vừa hết dịch là cuối năm 2021 là em lên này em đi kiếm việc làm, đi làm. Rồi giờ là em đang ở đâu? Giờ em ở khắp nơi, lang thang khắp nơi. Có bữa tối thì em ngủ ở bến xe miền Tây, có bữa thì tối em ngủ ở bên quận 7, bên mấy cái hành lang của chung cư rồi đó. Rồi có bữa tối thì em lén vô trong Chợ Gãy em ngủ. Rồi việc ăn uống của em là sao Nhân? Ăn uống thì em xin cơm từ thiện, người ta tối người ta hay đi vòng vòng ngoài đường phố, người ta phát hộp đồ ăn người này kia đó. Còn có bữa người ta không phát thì nhịn đói, bữa sau người ta phát thì ăn tiếp. Ở đây là đồ đạc của em có nhiêu đây đó hả? Dạ. Quần áo thì em gửi ngoài tiệm giặt 4-5 ngày em mới giặt lần. Rồi tiền đâu mà em trả tiền giặt ủi? Tiền của cô chú rồi trong bệnh viện cho để mua thuốc, rồi em để dành em mua thuốc với lại để dành giặt đồ, tắm rửa rồi đó, mua xà bông rồi. Hiện tại là những cô chú mà biết em á là ở trong bệnh viện nào? Bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Chợ Gãy, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Có nghĩa là em thường thường là sẽ đến những cái chỗ đó để mà có dễ cái chỗ mình nằm che nắng che mưa. Dạ, ngồi rồi, nghỉ, ngồi nghỉ. Thứ hai nữa thì với nhưng mà có người, chú, có cái lòng hảo tâm thì người ta cho dạ, tiền mình. Với mấy cô chú thấy cái chân rồi mấy cô chú hỏi sao mà bị vậy, hỏi hoàn cảnh ra thì mấy cô chú thương tình thì cho người cho 50, 20, 30 hoặc là cho 100 ngàn. Ở trong đây là bây giờ là cũng có đồ đạc của em hả? Dạ, trong đây là ca nước với lại đồ dùng cá nhân, cái khăn giấy. Mỗi ngày em phải mua một hộp khăn giấy với một chai nước muối sinh lý em rửa cái chân. Em nếu mà em kéo cái quần xuống được thì em kéo chứ để dạ, rùi bu không? Dạ. Thường thì em kéo không à, ai muốn coi thì em mới dập lên. Nhưng mà nó không có cái nó cũng không chưa có nặng mùi ha, nhưng mà anh dạ, thấy là lúc đầu gần, nó chảy mũi lắm, mà bây giờ mấy bữa nay em xức cái dầu của cái con này, cô chỉ em mua dầu mù u này là cái nó bớt chảy mũ ra, bớt chảy mấy cái nước dịch ra. Cái dầu đó là này, vết thương hở mà mình đúng xức. Rồi, vết thương hở. Nhưng mà anh thấy là của em là bị kiểu là bị bầm đen là cả gan luôn, hơn dạ, cả gan thể. Bị nặng luôn rồi, nên là bác sĩ xung mới khuyến cáo với em, bác sĩ mới khuyến cáo với em là giờ phải nhập viện điều trị, chứ không thôi là thời gian nữa là nó hoại tử, là lúc đó muốn điều trị cũng không điều trị được. Cho anh hỏi hơi cá nhân chút xíu là ba mẹ rồi gia đình em như thế nào ở dưới cái... Ba em thì lúc trước làm bác sĩ, còn mẹ em thì làm phóng viên đài truyền hình Đồng Tháp đó. Mà mẹ em, ba em bị tai biến mười mấy năm, rồi năm 2014 mất. Còn mẹ em thì bị tiểu đường với bị ung thư vú, tới năm 2020 là bắt đầu phát bệnh nặng rồi. Tới giữa năm 2021 lúc mà dịch đó, là mẹ em mất rồi. Ba em mất, mẹ em mất? Dạ yeah. Rồi anh em của em? Em có một chị ruột, mà chị ruột năm đầu năm 2022 là bị về nước, rồi bà bán nhà, rồi bà trốn luôn, bà chặn liên lạc với em hết luôn, bà không chia cho em tiền bán nhà, không chia em đồng nào. Bà con của em ở dưới quê thì còn? Bà con còn, nhưng mà đó giờ mẹ em qua lại không à, chứ em không có qua lại, tại vì mấy người đó lớn cỡ bằng tuổi mẹ em không à. Anh em họ thì còn ha? Nếu mà thật sự thật mà em kể về gia cảnh em đúng như vậy, thật sự là em cũng rất là kém may mắn luôn. Dạ, đúng rồi. Tại ba vì... làm bác sĩ mà đã mất, dạ, mẹ thì làm phóng viên cũng mất luôn. Tại vì ba em với mẹ em lúc mà sinh em ra là đã lớn tuổi rồi, tại sinh em trễ quá. Ba em lúc đó 49 tuổi, mẹ em 39 tuổi rồi. Nên là em thời gian em sống với ba mẹ không có được nhiều. Chị em về nước rồi chị bán em, cái tài sản đó.
chị em đi làm bên Trung Quốc á, mà không biết làm cái gì mà bị người ta bắt giam mới bển, rồi cái đầu năm 2022 mới bị trục xuất về nước, rồi mới ở Quảng Ninh không có tiền sống, với lại không có tiền mua vé máy bay để về đây á, mới mượn em mười mấy triệu, lúc đó là cái tiền mà người ta đi phúng điếu mẹ đám tang mẹ em còn dư đó, rồi em gom hết em gửi cho chị em, chị em nói là chừng nào bán nhà được là sẽ trả cho em, rồi sẵn chia tiền nhà cho em luôn. Mà rốt cuộc bán nhà xong rồi chị em chặn liên lạc với lại trốn luôn, không có chia em đồng nào mà không trả rồi cái tiền mượn em luôn. Nên là em là trắng tay luôn, em phải đi làm bảo vệ để kiếm tiền lương sống qua ngày, mà anh cũng biết lương bảo vệ chỉ đủ sống thôi chứ đâu có nhiều. Em lên Sài Gòn này được bao lâu rồi? Em lên hồi cuối năm 2021 rồi tới giờ. Rày đây mai đó vậy đó. Dạ. Lúc mà em làm bảo vệ thì công ty bảo vệ có chỗ ở cho nhân viên thì em còn có chỗ ở, còn em nghĩ là bảo vệ một cái là không có chỗ ở. Vì sao mà em biết đến anh mà em gọi điện? Dạ. Em có coi cái kênh của anh 4 5 năm nay rồi, em thấy anh có để cái số điện thoại trên cái kênh đó rồi em mới điện. Sao mà 2 tháng trước không gọi điện cho anh mà tới bây giờ mới gọi điện cho anh? Dạ, tại vì em cũng 2 tháng trước là em cũng tính là có cái chương này nó không, nó sẽ tự lành nó, chứ nó không có, nghĩ là nó nghiêm trọng vậy. Với lại em lúc đó em cũng đang nhờ những người khác giúp, những cái kênh như anh Cương Khương Dừa rồi chú Tấm Sàng giúp, nên những người đó nhờ mà họ không gặp được, họ không giúp, họ không giúp được nên em mới nhờ đến anh. Giống như là anh là người cuối cùng, nếu mà anh không giúp được nữa là em không biết nhờ ai luôn á. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều anh chị làm thiện nguyện mà. Dạ, em thấy kênh Thầy Giáo Đồng rồi này kia nó, nhưng mà em mấy kênh đó em gọi điện mà không biết sao không bắt máy. Còn kênh của anh thì em gọi được hồi trưa này em cũng không ngờ anh gọi cho em luôn. Nói chung á là anh không biết là cái người anh gặp sẽ nói chuyện như thế nào, sẽ nói đúng hay là nói sai, nhưng mà khi mà họ nhờ anh là anh sẽ gặp. Yeah. Anh sẽ gặp. Nhưng mẹ em làm ở đài truyền hình Đồng Tháp á, mà bây giờ anh về dưới anh hỏi là những người nào làm lâu năm làm chung với mẹ em là ai cũng biết. Không, nếu mà thật sự mà gia cảnh em như vậy thì anh nghĩ là các khán giả, các mạnh thường quân trên kênh của anh sẽ giúp đỡ cho em đó nha. Yeah. Em học vấn của em là 12 trên 12, với lại em có bằng điện lạnh, tốt nghiệp bằng điện lạnh. Nhưng mà lúc mà em ngủ ngoài đường em bị người ta lấy cái ba lô đó, mất hết giấy tờ đó hết. Rồi giờ chỉ còn có căn cước công dân trong người. Còn cái ba lô đợt em ngủ ngoài đường 3 tháng 2 bị người ta lấy mất. Rồi trong đó có giấy tờ tốt nghiệp, rồi giấy tờ tùy thân của em, giấy khai sinh, rồi đủ thứ giấy tờ. Vì hình ảnh hồi đó, hồi từ nhỏ của em cũng mất hết luôn. Giờ em chỉ còn cái căn cước công dân mà đi xin việc làm, có nhiều chỗ người ta yêu cầu đầy đủ hồ sơ người ta mới nhận. Em có thể cho anh mượn cái căn cước công dân của anh, anh dạ, thử em nhận. Ăn uống gì chưa? Dạ em ăn cơm hồi trưa, lúc anh gọi là em đang ăn cơm. Cái chân kìa, rùi. Dạ. Trời ơi. Có mấy cái nước dịch đó, cái nó bù. Hồi nãy em nói sao anh quên rồi, có nghĩa là khi mà mình vô trong bệnh viện đó thì mình sẽ nằm viện lại, hay là mình chỉ là đi khám thôi? Đi khám có nghĩa là mình nằm nửa viện. Ngày nằm không, thời phải gian nhập viện, phải nhập viện nằm hả? Ở trong luôn xuyên suốt thời gian điều trị. Tại vì hôm bữa em điều trị được nửa chừng, cái bác sĩ cho em ra viện nói là em không tuân thủ theo pháp đồ điều trị của bác sĩ. Nên bác sĩ giận, bác sĩ không cho. Tại vì không có tiền đúng không? Không, tại vì dán cái miếng gạc mà không dính vô cái chỗ vết thương nè. Mà loại gạc đó nó dính, mỗi lần mà thay băng tháo ra nó dính vô cái thịt non á. Nó đau với lại nó chảy máu nhiều lắm, nên em mới nói với bác sĩ là để em mua cái loại gạc mà không dính á, để dán vô cho nó gỡ ra cho nó dễ, chứ nó đừng có đau. Cái bác sĩ nói gạt đó mắc lắm, tới 700 ngàn lận. Cái em mới nói vậy thôi khỏi băng, chỉ vô thuốc với lại chích thuốc thôi được không? Cái anh điều dưỡng đó về nói lại với bác sĩ, cái bác sĩ không cho em nằm viện nữa, cho em ra viện luôn. Mà lúc đó là cái chân nó được 60-70% hồi phục,
Nếu mà nằm thêm 3 ngày hoặc là tuần nữa là hồi phục hẳn luôn. Cho anh hỏi hai câu quan nhân. Từ trước tới giờ á, là có những anh chị nào làm bên YouTube, bên thiện nguyện để mà giúp đỡ hoặc là quà ghi hình em giống anh không? Không, chỉ có em qua em gặp anh Khương Dừa là lúc đó cái chân của em nó mới vừa bị... Rồi cái ảnh cũng không thấy nữa, tại em cũng không nói với ảnh nữa. Cái ảnh mới cho em 400 ngàn để em ăn cơm. Còn lại là không có ai nữa. Là cách đây 2 tháng? Dạ, đúng rồi. Lúc mà em vừa mới bị luôn á. À, rồi à, về cái việc mà em nằm viện để điều trị đó thì cái tiền đó là... Cái tiền đó là cái chị ở trong bệnh viện, chị đi khám bệnh, chị thấy em cái chân em quá trời, cái chị mới cho tội quá. Chị mới lấy tiền của chị cho em 5 triệu để em đóng nhập viện, mà lúc đó chị không có biết có vụ mà đóng tiền ăn. Cái cho đóng tiền nhập viện đã, cái vô cái kêu đóng thêm 1 triệu tiền ăn nữa. Cái chị đó chị nói, chị năn nỉ rồi chị nói hoàn cảnh của em quá, cái mấy người trong bệnh viện mới thông cảm, mới cho em miễn cưỡng cho em nhập viện luôn. Ở bên kênh của anh Khương Dừa đó thì có ghi hình đâu em? Không, không có ghi hình ha. Ảnh ảnh nói chuyện với em chừng 5 phút mà. Rồi nói ảnh bận quá, ảnh phải chuẩn bị cho cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn ảnh đang làm đó. Ảnh cho em 400 ngàn. Rồi ảnh nói giờ ảnh móc tiền, ảnh nói giờ cho em tiền ăn cơm đi, 400 ngàn. Bây giờ anh tính như thế này ha. Anh nói ví dụ nha, em có tiền để mà em đi điều trị bệnh đó, thì em sẽ điều trị tại bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện Quân Y 7A. Quân Y 7A là trên đường... Đường Nguyễn Trãi, kế bên bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tại sao lại chọn bệnh viện đó? Dạ, tại bệnh viện đó lúc trước em có điều trị rồi. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đó là hồi nãy anh cũng có nói, nếu mà sự thật mà em đang lâm vào cảnh khốn khó như vậy, rồi vết thương em như vậy. Em còn quên cái chỗ này nữa. Là cái bữa hôm bệnh viện Gia Định có gọi kêu em trả cái tiền mà băng bó. Tại lúc đầu em vô bệnh viện Gia Định em băng bó cái chân á, hết 200 mấy chục ngàn á. Không trả tiền. Dạ, rồi cái bệnh viện Gia Định kêu thanh toán cho em, nói cho em sau này em thanh toán sau đi, tại giờ em đang khó khăn quá. Nếu mà đúng như những gì em nói đó thì em rất là được sự giúp đỡ. Thì theo cái hướng của anh sắp xếp như thế này em thấy có được hay không nha Nhân? Dạ. Bây giờ em không có nhà cửa đúng không? Không có chỗ ở, không có bạn bè ở Sài Gòn, cũng không có chỗ nào để mà tá túc. Dạ, chỉ thì có bà dì, bà ở Phú Nhuận mà bà hiểu lầm em đó, rồi bà giận em luôn rồi. Nên là em dì ruột em hả? Dì đó là mẹ của dĩ, là chị của ông ngoại em. Mẹ của dì đó là chị của ông ngoại. Sao lại hiểu lầm là sao? Anh không hiểu. Là những người khác, lúc trước em ở quê em tiếp mẹ em nuôi cháu, con của chị em đó. Tại vì chị em sinh cháu ra là mấy tháng là chị em đi qua Trung Quốc làm giao lại cho mẹ em. Mà mẹ em già yếu với lại đang bệnh nữa, nuôi không nổi nữa nên em mới bỏ việc ở trên Sài Gòn. Em đi về quê em nuôi tiếp mẹ em. Rồi tối ngày em ở nhà em không có đi làm, em nuôi tiếp đó. Rồi mấy người hàng xóm ở gần đó với lại bạn bè của chị em ở Cần Thơ đó. Thấy em không đi làm gì hết, tưởng đâu em làm biến, em không chịu đi làm gì hết. Em ở nhà em ăn bám đó. Cái mới nói lại với dì em, rồi dì em mới tin. Bây giờ cái chân của em á là không thể nào mà giả được rồi đúng không? Cái chân quá nặng rồi, em dở lên lại, cái chân này là quá nặng rồi. Rồi mà cho, nó gặp là nó bu rồi, hoặc là dù, chó mà nó gặp là nó cho chạy. Dù là Nhân có nói không đúng sự thật hay là như thế nào đi nữa thì cái chân là đúng rồi đó cô chú anh chị. Để lâu là sẽ bị ngoại tử. Bị ngoại tử nặng luôn cô chú anh chị. Đó. Còn về việc những cái thông tin của em á thì cái đó thì để tính sau khi mà anh đăng cái video. Nhưng mà để anh tính cho Nhân thế này, em có đồng ý hay không nha. Trước mắt á, là em ở lại Thủ Đức đi. Dạ. Anh sẽ mướn cho em một cái căn nhà trọ để mà em ở đây. Dạ. Rồi về để mà có chỗ tá túc xong rồi đó. Để anh đăng cái video này lên. Mạnh Thường Quân có hỗ trợ cho em thì bắt đầu anh sẽ đưa em đi để mà em điều trị. Em thấy sao? Dạ, sao anh sắp xếp vậy tốt quá. Em cảm ơn anh quá. Có chỗ ở. Chứ trước giờ toàn ở chỗ này chỗ nào ở ngoài đường không.
có bữa ngủ phố đi bộ, lúc trước em ngủ phố đi bộ Nguyên Huệ nữa, mà chỗ đó khó ngủ lắm, tới chừng 2-3 giờ sáng người ta đi chơi, người ta mới giãn, người ta mới về mình mới ngủ được, mà tới 5:30-6 giờ là bảo vệ không cho ngủ nữa rồi. Anh sẽ tìm cho em một cái nhà trọ ở gần nhà anh luôn, ở đây là gần nhà anh đó. Rồi anh sẽ trích ra một ít tiền từ Mạnh Thường Quân, anh sẽ đưa cho em để mà em ăn uống nè ha, để mà em ăn uống rồi em có để mà sinh hoạt ở trong cái nhà trọ này. Sau đó thì anh không hứa nha, anh không hứa với lại Nhân là khi mà anh đăng lên thì sẽ có người giúp Nhân hay là như thế nào, anh không hứa, nhưng mà trước mắt anh sẽ giúp Nhân về cái việc là tìm nhà trọ và gửi cho em ít tiền trước nha ha. Bây giờ thì chắc là anh đi tìm nhà trọ cho em cái đi nha, anh hỏi vòng vòng cái đi, em ngồi ở đây nha. Ha, em ngồi ở đây đi. May quá cô chú anh chị ơi, em đi tìm một hai nơi nhưng mà em thấy là cũng chưa có hợp lý á. Ở cái em nhớ đến cái chị Thủy nhà chỉ có nhà trọ đó. Em liên hệ được với chị rồi, giá cũng nói chung là chị nói là 1 triệu hay 1.2 triệu gì đó. Bây giờ em chạy ngược ra ngoài chùa để mà em chở em Nhân đi qua bên đó nè cô chú anh chị, có cái chỗ che mưa che nắng trước đi ha, rồi mình tính sau. Trời đang chuyển mưa nè, đi gấp gấp xuống dưới đó chứ để mắc mưa. Cô chú anh chị hãy dẫn em Nhân đi coi phòng nè cô chú anh chị. Còn một phòng trống này hả chị? Còn phòng này nữa, trống 3 phòng ha. Còn phòng này. Ủa bên anh là thuê nhiêu tháng vậy anh trai? Chị Tư hoặc là chị gửi vậy. Phòng này nó cũng y chang. Được. Phòng thì chị gửi. Mở thêm cái đèn nữa được không chị ấy? Sao có cái đèn bếp hả? Rồi đó cô chú anh chị, trước mắt là thuê cái phòng trọ này, chưa có gặp chủ nhà nha cô chú anh chị, nhưng mà nó nằm ở trong cái giá là 1.4 triệu hoặc là 1.5 triệu. Thì chủ nhà đây thì em cũng có quen biết, thì có thể là em sẽ trao đổi với lại chủ nhà, trình bày hoàn cảnh, thì mình có thể là mình đưa cái tháng đầu vô của chú anh chị, có nghĩa là mình không có cọc, mình trình bày cái hoàn cảnh đi rồi như vậy. Dạ. Rồi bây giờ em đưa anh trước cái tiền nhà trọ này trước ha. Hay sao? Hay là em trao đổi với chủ nhà sao ha? Chào con ngự, em về em nói chuyện trực tiếp với chủ nhà. Chứ còn riêng là anh không có đụng chạm. Dạ, dạ. Anh chị về đây cần cái gì? Bảo trì ha. Chữa hay là cần bất cứ cái gì thì anh đứng ra anh sẽ chữa anh làm. Phòng này, phòng số 2 thì ở ngoài đường đi vô gió nó cũng thoáng đó Nhân ha. Rồi bây giờ anh sẽ đi ra ngoài chợ anh mua cho em một số đồ cần thiết, ví dụ như là quạt nè, chiếu nè, gói mền nè, rồi nói chung cần thiết đi ha. Có chỗ che mưa che nắng trước đi nha. Rồi có mua gì nữa không, có nước không? Nước rồi, em biết gần đây. Nước ở đây thì cô Tư nước uống hả? Nước uống, nước đá thì đối với đây có tiệm tạp hóa, nước đá có đầy đủ, có còn có. Nhưng mà nói chung là tiệm tạp hóa có gần đây không? Đây nè. Em hỏi anh là có gần đây không? Sát bên đối diện nè. Rồi. Vậy anh mua mấy cái kia. Cái đó không có thiếu. Còn rồi thôi để anh đi ra chợ anh mua cho em nha. Phòng mà em thuê cho em Nhân này cũng được ha cô chú anh chị. Không lớn mà cũng không nhỏ, vừa. Thì phòng đó thì ví dụ như hai vợ chồng với lại một đứa con đó là ở cũng được ha cô chú anh chị. Nhưng mà em thấy thì thoáng mát, với lại không có bị nóng á. Đường xá ở đây rộng rãi thoáng mát mà cô chú anh chị thấy ha. Thì cũng gần bệnh viện Thủ Đức nè, rồi tiệm tạp hóa rồi nó cũng có.
Em cũng có hỏi Nhân là chân như vậy rồi đi tới nhiều tới lui có bị động bị đau gì không, Nhân nói là không sao, em ngồi lâu quá thì mới bị kiểu mà bị tê chân, còn mà em đi tới đi lui khoảng cách gần thì nó thoải mái hơn, nói vậy cũng được. Bây giờ bây chạy ra ngoài chợ nè, thì mua một số đồ cho em Nhân rồi về cho em, nó cũng mừng rồi có cái chỗ tá túc rồi, để em cũng soạn ra một khoản tiền nhất định của Mạnh Thường Quân, em trả tiền nhà trọ với lại là em gửi cho Nhân ít tiền ha cô chú anh chị. Em mua mấy thứ cơ bản thôi cô chú anh chị, tại vì ở gần chỗ nhà trọ này cũng có tiệm tạp hóa đó, để Nhân nó mua thêm mấy cái đồ cá nhân thôi. Em mua mấy cái, ví dụ như hồi nãy không có thấy cái thùng nước nè ha, cái thùng mà để mình lấy nước để mình tắm á ha, với lại chổi để quét nhà. Rồi giờ em mua thêm một cái cây quạt, một cái chiếu mền gối rồi như đó cô chú anh chị, mua giùm cho Nhân. Rồi còn ví dụ như là nước rửa chén rồi mua đồ hả chị kìa, lấy cái đó đi, nước rửa chén rồi xà bông giặt đồ đó cô chú anh chị, thì để Nhân nó tự mua thêm, mua mấy cái cơ bản thôi. Rồi thôi bán cho chị đó trước đi rồi tính tiền em. Hẻm này buổi chiều người dân với lại mấy đứa nhỏ rồi người lớn người, mấy đứa nhỏ rồi ra đây thì cũng không có buồn thôi cô chú anh chị. Mới mua đồ về nè cô chú anh chị, còn cái quạt em vô luôn. Em chắc là em sợ nóng đúng không? Dạ. Ý là sợ nóng đúng không? Lạnh thì không? Sợ mũi, phòng này, cái quạt. Mũi với chữ gùi nó hay bôi với phương nha. Phải có quạt không được. Thử cái quạt, quạt. Em mua cái quạt nè, em mua cây giỏi nè. Rồi cái xô nước với lại cái đồ cái gấu nước nha cô chú anh chị. Đó. Cái gối nữa nè. Ủa cái chiếu đó rồi. Dạ, em dựng đây nè. Cái chiếu đó, những cái cơ bản thôi. Còn những cái mà cần cái mà cá nhân thêm của Nhân đó thì Nhân tự đi mua ở ngoài tiệm tạp hóa ha. Dây không tới hả? Dạ. Dây kiếm cái tới. Gì đó kê luôn. Cái gì kê lên cục gạch được không? Còn ấy thì em để cái quạt ở trên cái bếp đó rồi ghim trên nó chĩa xuống được không? Được. Cũng tạm tạm thôi ha Nhân. Dạ. Yeah. Thôi gán đi rồi rồi mới mốt cái cuộc sống nó ổn định lại. Quét đi rồi anh nói cái này. Rồi em ngồi xuống đi, anh nói chút xíu. Rồi để anh tranh thủ anh về. Có chỗ ở rồi có mừng không? Dạ mừng. Mừng. Ở đây gần bệnh viện Thủ Đức đó nha. Dạ. Để anh nói coi, từ nãy đi cũng về câu chuyện của em đó thì để coi anh đăng lên coi thông tin của em như thế nào ha. Rồi hồi nãy anh cũng có nói với lại Nhân đó thì thực sự là anh không có hứa trước với Nhân là Mạnh Thường Quân sẽ hỗ trợ cho em để mà em nhập viện. Yeah. Nhưng mà anh mong là cô chú anh chị gần xa có thể là giúp đỡ cho em.
nha, để mà em nhập viện rồi em điều trị cái chân của em. À, thật sự là nó cũng không có đến cái mức như vậy đâu cô chú anh chị, tại vì không có tiền nên là em để này cũng mấy tháng rồi, không có ai mà để cái chân kéo lên đi em, không có ai mà để cái chân như vậy mà để mà đi xin xỏ hoặc là nhờ cái sự giúp đỡ của người ta, người ở ngoài xã hội đâu cô chú anh chị. Nên là trường hợp của em thì em nghĩ là nhân là cần cái sự giúp đỡ, cho dù là nhân như thế nào nữa hay cô chú anh chị, nhưng mà bây giờ thấy trước mắt là như vậy quá nặng rồi, đen hết trơn luôn à. Đen hết trơn rồi. Này nó khô lại hết. À, qua video này em mong cô chú anh chị có thể là tư vấn giúp nhân á, là điều trị ở cái bệnh viện nào thích hợp nhất, rồi em sẽ báo lại cho nhân để mà có được chỗ điều trị thích hợp. Nhưng mà với cái mong muốn của em là điều trị tại bệnh viện 7A đúng không? Dạ. Nhưng tại vì trước đó là cũng đã có thời gian ở trong đó rồi. Dạ. Các cô y tá thì cũng biết em ở trong đó, biết về cái hoàn cảnh thì nó tiện hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà để coi cái mọi người họ sẽ chỉ ở cái những cái bệnh viện nào thích hợp nhất, nó sẽ tốt hơn và giá cả rồi nó sẽ hợp lý. À, còn về việc mà Mạnh Thường Quân giúp em hiện tại trong cái ngày hôm nay á, về cái chỗ ở, và nãy anh cũng có nói thì để anh trích ra một ít tiền để mà anh gửi cho em để em bỏ túi để mà em ăn uống hoặc là em sinh hoạt trong cái thời gian ở đây đó. Em có bị sốt không nhân? Không. Không. Ai cái bệnh này, kiến bà khoang này ai mà yếu là sốt á. Còn em thì không. Từ đầu tới giờ chưa bị sốt. Hồi nãy là em nói là em theo dõi trên kênh của anh là trước dịch bệnh tới giờ luôn hả? 4-5 năm nay rồi hả? 4-5 năm rồi. Rồi em ấn tượng nhất là cái trường hợp nào? Cái trường hợp mà anh đi tới thăm tìm hiểu hoàn cảnh của cái cô đó đó. Cô mất trước khi anh lại luôn, là anh chưa kịp giúp gì luôn. À, cái cô hồi nãy mà em nói là cổ ở anh vô nhà xong rồi cổ mất ở trên giường luôn hả? Người trên nhà không hay biết rồi, cái lúc đó cổ đang ngủ trong cái mùng á. Cái anh lại anh kêu cổ mà cổ không trả lời gì hết. Cổ mình mẩy cứng đơ, cái anh lại anh thấy cổ không có thở nữa anh mới biết là mất đó. À, trường hợp đó dưới Cần Giờ ha. Dạ. Em thì em không nhớ đâu, nhưng mà em chỉ nhớ vậy đó. Rồi em còn nhớ trường hợp nào gần đây không? Trường hợp gần đây thì Long sửa xe, rồi cái cô bé gì mà bị cái mặt trên mặt bú bé Trân, bé Trân á. Rồi cái chị gì mà bị cái máy nó cuốn vô, cái chồng chị thấy vậy bỏ luôn. Chị Út bỏ, chị Út ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Là em có gặp chị đó đúng không? Dạ, lúc chị đó chỉ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, là lúc đó em còn ở trong đó nên em có gặp chị đi vòng vòng đó. Em cảm ơn đến cô chú anh chị đã tin tưởng em và gửi những cái khoản tiền trước, dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì trích ra để mà hỗ trợ. À, thì như cái trường hợp của em này cũng vậy, em xin phép là trích ra ít tiền để mà em gửi đến cho em nhân. À, em cũng có nói đó thì không biết là về cái quá khứ hoặc là cái của những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh như thế nào, nhưng mà cứu một người còn hơn mà đi xây bảy kiển chùa nữa cô chú anh chị. Cho dù nhân có như thế nào, quá khứ như thế nào và gia cảnh đồ, cuộc sống của nhân trước kia như thế nào, nhưng mà thấy trước mắt như vậy thì cảm ơn các ân nhân ở trên kênh Cú Phút rất rất là nhiều đã hỗ trợ cho em nhân. Em xin phép em trích ra 5 triệu đồng để em thay mặt Mạnh Thường Quân em hỗ trợ cho nhân trước mắt ha. Thứ nhất là có nhà trọ, chỗ che nắng che mưa đó, rồi thứ hai nữa ít tiền. Rồi để anh đọc cái tên và cái khoản tiền trước, xong đó anh sẽ sắp xếp cái khoản tiền cho em nha. Yeah. Ở đây đó thì anh thay mặt cho cô Xuân ở Mỹ gửi cho em 1 triệu. Thứ hai là một người ở Đồng Nai 1 triệu. Thứ ba là cô Trân Thanh An 1 triệu. Thứ tư là anh Giang là 500 ngàn.
Thứ năm là chị Nga ở Bình Quế, Bình Thạnh 500.000. Thứ sáu là cô Ảnh Nguyễn ở quận 3 500.000. Và cuối cùng là chị Khiết Trần ở Úc 500.000. Tổng cộng là 5 triệu đồng anh trích ra để mà thay mặt mạnh thường quân hỗ trợ cho em liền trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi anh dặn em như thế này nha. 5 triệu đồng. Hồi nãy thì anh có ra chợ anh mua... anh mua quạt nè, anh mua các đồ mà cơ bản cho em ha. Thì hết 500.000. Còn lại 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi thì chưa có gặp được cái cô chủ nhà này. Thì chắc là cổ sẽ vô nhà trọ cũng vậy ha. Thì mình sẽ cọc 1 tháng và mình đưa tiền trước 1 tháng, đó là 3 triệu. Nhưng mà anh thấy nếu mà đưa cho cổ 3 triệu luôn á thì em chỉ còn có 1 triệu rưỡi thôi. Thì chưa có gặp cô chủ nhà nhưng mà anh sẽ gọi điện sau cho cô chủ nhà anh trình bày. Thì chắc là phải đưa cổ 1 tháng trước thôi, chứ xin cổ một cọc, xin cổ cọc lại 1 triệu rưỡi ha. Đó. Thì nếu mà anh có gọi điện cho cổ qua đây thì em đưa cho cổ 1 triệu rưỡi nếu mà mình thuyết phục được nha. Còn không thuyết phục được thì phải đưa cổ là 3 triệu nha. Rồi. Còn lại là 4 triệu rưỡi nè anh đưa em. Đó. Em đếm lại giúp anh coi nhân. Đủ rồi. Nhớ nha, chiều cổ qua thì anh thuyết phục được thì đưa cổ 1 triệu rưỡi, còn không thuyết phục được thì đưa cổ 3 triệu. Nhưng mà cổ giữ chỗ giữ, cổ vẫn giữ giùm mình thôi ha, cổ cọc hả? Em cảm ơn mạnh thường quân giùm anh. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ cho em khoảng thời gian này, em rất là cảm ơn cô chú anh chị. Thì có thể thì cái vết thương của em thì có thể là nhập viện liền đó, nhưng mà cách làm của anh là như vậy, em thông cảm nha. Dạ. Thứ nhất là xác minh chút xíu. Dạ. Cho cái độ chính xác ở trên kênh ha. Dạ. Về những cái hoàn cảnh. Yeah. Nha. Nhưng mà anh thì anh không thể nào là anh bỏ em được, nên là anh sẽ sắp xếp như vậy, tìm nhà trọ rồi chỗ ở cho ăn cho em thích hợp ha. Yeah. Rồi tính tiếp nha. Yeah. Thôi anh về nha nhân. Yeah, rồi em ở lại nha, em ở lại em sắp xếp chút xíu rồi. Yeah. Ở khu vực này cái chỗ nào không biết đó thì hỏi người dân ở đây. Yeah. Chỗ mà đi ăn đi uống rồi tiệm tạp hóa rồi đó ha. Yeah. Cảm ơn. Đó. Nói chung là gì thì nó đỡ hơn ở bụi ở ngoài. Dạ. Có chỗ ở cho em mưa che nắng. Mát mà ha. Dạ. Mát. Không có mở quạt á cô chú anh chị mà vẫn mát. Nói chung là chỗ trọ này thì với cái giá này thì chỉ vậy thôi cô chú anh chị. 1 triệu rưỡi. Thì em nói chung là mình chưa có dọn dẹp, mình chưa sơn phết lại nhưng mà cũng được. Cũng được. Gọn gàng. Nói chung nhà trọ gì thì cũng tương đối rồi, mình không có đòi hỏi thêm được nữa. Vậy cũng được rồi ha nhân. Dạ dạ. Nó anh chỉ em nè. Em vô cái chiều có gặp cổ đó thì em trình bày chút xíu, nói chứ khéo khéo á để người ta giảm cho mình. Đúng không? Thì cổ nói 1.4 triệu hoặc 1.5 triệu gì đó, nhưng mà mình thuyết phục để mình rẻ lại ha. Dạ. Đó thì có duyên thì em ở lại đây. Ở trong căn nhà này. Khi mà nếu mà em có duyên nữa nha, em được hỗ trợ, em được xong rồi đó, có duyên thì em ở lại cái căn nhà trọ này. Yeah. Còn không á thì ví dụ như xong xuôi rồi em có tìm công việc làm hay là chỗ ở thích hợp nào của em thì em cứ nói anh. Yeah. Rồi trả chỗ nhà trọ này lại ha. Yeah. Rồi vậy đi. Đây, để quay lại cho cô chú anh chị vòng nha. Chiếu nè, cũng có nè, có quạt nè, chổi nè, rồi bên kia có xô nước rồi đó. Đó. Rồi em đem thêm mì tôm hả? Dạ. Đó, thôi vậy đi. Rồi có gì tính tiếp. Nhớ là giữ số điện thoại nha, để anh gọi điện. Dạ. Như cái chân á mà cảm thấy không thoải mái á thì mặc quần cục, chứ còn ví dụ như thấy thoải mái thì mặc quần dài để cho người ta hỏi á, ha, biết không? Ừ. Nhiều khi mình nói bị kiến như vậy đó mà nhiều khi bà con người ta không có tin đó, rồi sợ là mới qua ở đó rồi có
người ta sợ đó cô chú anh chị, nói ra nó vô đó rồi mất công đi kiếm chỗ ở nữa cô chú anh chị, nên là em nói là thí dụ như mà mặc quần dài hoặc là che đồ lại đó thì được thì che lại ha cô chú anh chị. Người ta không biết, người ta tưởng này nó bị bệnh lây nhiễm hay là gì tội nó đó, đi tìm khó. Em chưa có nói chuyện với lại cái cô chủ nhà nhưng mà cũng có quen rồi, thôi để cũng gắng thuyết phục cho cô đó. Thì hôm nay thì cũng thay mặt cho các mạnh thường quân ở trên kênh GoFood đã làm cầu nói, thì cũng gọi là đến với một cái trường hợp ngày hôm nay, trường hợp của em Nhân. Mong sao là những cái lời mà em Nhân nói thì đúng sự thật hay cô chú anh chị. Rồi mong thông qua cái video này á, ai mà biết về em Nhân đó thì hãy gửi thông tin cho GoFood để biết được mà có cái hướng để mà giúp cho em Nhân tốt nhất hay cô chú anh chị. Đó, thì em xin phép là em cảm ơn đến các mạnh thường quân ở trên kênh cũng đã tin tưởng và đồng hành cùng với lại em suốt khoảng thời gian, giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn và giúp người trước đi cô chú anh chị, rồi cái quá khứ của họ thì thôi giúp người trước đi, chứ để mà cũng mới có ngoài 30 thôi mà để lâu thêm thời gian nữa chắc là có thể là sẽ không tốt đâu. Em nghĩ là sẽ bị hoại tử nặng luôn á, mà nếu mà để thời gian lâu nữa thì có tiền cũng giúp không có được hai cô chú anh chị. Thôi em xin phép em kết thúc cái video đây. Bây giờ là cũng gần 18 giờ chiều rồi cô chú anh chị ơi, em về nhà. Chúc cho cô chú anh chị cùng với lại người thân của mình ha, vui vẻ rồi hạnh phúc ha, nhiều sức khỏe. Em xin tắt máy ở đây nha.